Chết rồi, bọn này nó sẽ lấy cái xe buýt xong nó vào khu sự kiện sớm hơn mình rồi. Thế này thì có lẽ là mình sẽ phải nhảy vào khu Đeo Ba Chon thôi anh em ạ. Và Đeo Ba Chon kiếm súng trước xong 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 là sau đó là phi vào khu sự kiện. Chuẩn cơm mẹ nấu luôn. Thôi, xuống Đeo Ba Chon anh em nhá. Ok, hello, xin chào anh em. Hôm nay mình lại tiếp tục mang đến cho anh em một clip solo squad ở Mác Sa Mạc nhá. Ngày hôm nay thì mình đã cho cái nút di chuyển của mình lên là 110% anh em ạ. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ bật mí cho anh em một số những thứ liên quan đến cái nút di chuyển và cái bảng setting thứ nhất anh em ơi. Từ lâu nay ấy, thì các bạn không thấy là mình vứt cái nút di chuyển lên trên nữa. Bởi vì là nếu mà vứt cái nút di chuyển lên trên ấy, thì mỗi khi các bạn đáp dù ấy, là cái nút di chuyển nó sẽ tự động kéo về phía đằng sau nhá. Vì vậy là bắt buộc phải để cái nút di chuyển về lại cái vị trí mặc định, cái vị trí mà các bạn nhấn vào nó và kéo để di chuyển con nhân vật ấy. Đấy, thì trước anh em hay hỏi mình là để bao nhiêu thì là vừa. Thì mình hay nói với các bạn là 80% trở lên là cái tối ưu nhất để cho cái nút di chuyển của các bạn nó hoạt động một cách gọi là nhuần nhuyễn nhất anh em ạ. Một thanh niên này, một thanh niên này. Này thì ăn boss với chúng tôi này. Mình nghĩ là không nên chạy ra để gạt luôn anh em ạ. Tốt nhất là lấy xe. Bởi vì biết đâu là đồng đội của thanh niên đấy đến cover mà mình chạy ra như thế thì không khác nào là dâng mạng cho đến miệt cọp. Cho nên là tốt nhất là cứ lấy xe đi cho nó an toàn. À, cái map sa mạc này đi mấy con Mirado này khó chịu lắm anh em ạ. Nó dài quá ấy. Đây, xe. Ôi, ui thế mà không đâm trúng kìa. Không, không đâm trúng này. Không đâm trúng này. Ui rồi ôi. May mà có khẩu S12K đấy chứ quả. Đây mà không có S12K thì coi như là niệm rồi anh em ạ. Thanh niên này cũng có S12K này. Không hiểu sao lại không dùng ấy. Rồi. Thì xong hai thanh niên này thì mình nghĩ là không còn lý do gì mà không vào khu sự kiện nữa anh em ơi. Cứ làm hết nước lên, đầy nước lên. Đấy, lúc nào mà chơi 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 game mình cũng bảo với anh em ấy là lúc nào các bạn cũng phải nhớ là uống nước cho cái mực nước của con nhân vật nó ở cái thanh nó phải đạt trên 50% anh em ạ. Bởi vì trên 50% ấy nó có thêm một cái hiệu ứng nữa, đó chính là hiệu ứng chạy nhanh. Đấy, và nó sẽ giúp các bạn gọi là né đạn rất là tốt luôn đấy. Vì vậy là từ khi mà mình chơi PUBG mình đã luôn luôn bảo anh em là các bạn phải luôn luôn chú ý vào cái vụ nước lôi của nhân vật rồi. Bởi vì là nước là thứ mà không những là giúp các bạn hồi máu liên tục mà lại còn giúp các bạn chạy nhanh nữa. Thì tội gì mà không dùng. Ôi dồi ôi, thanh niên này solo sờ quá à. Thôi thế mình cũng xin gọi là xin vĩnh biệt cụ thôi. Rồi trong khu sự kiện này còn 5 tên nữa. Đây nó lại tới này, nó lại mò tới này. Nào vào đây. Vào đây cho tôi. Lại một thanh niên ở phía đằng sau nữa. Khó chịu thật sự. Ui, anh em đắp bom mình luôn này. Rồi, cứ phải ăn con boss đã anh em ạ. Rồi tính gì thì tính. Đây, 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 trong cái nhà này. Làm gì đấy, làm gì đấy. Làm cái gì đấy, làm cái gì đấy. Làm, ôi. Một viên không chết kìa. Vãi nồi. Một viên sắp lọ vào thẳng người mà không chết anh em ạ. Ảo vãi nồi luôn. Giáp mấy vậy? Giáp 3 à? Kể cả giáp 3 thì cũng một trụm là đi chứ làm sao có quả gọi là đỡ kiểu vô lý như thế được đúng không anh em? À, đấy, sắp lọ mình ghét cái khẩu S12K ở mỗi cái điểm đấy thôi anh em ạ. Thi thoảng nó cứ bị ảo ảo đam thế nào ấy. Rõ ràng là tóe hết cả máu ra rồi. Nhưng mà địch lại không chết. Đấy là lý do mà rất nhiều lần kiểu nhìn thấy tóe tóe máu xong quay đi thế là cuối cùng mình lại là người chết anh em ạ. Đèn lắm. Rồi trong khu sự kiện này vẫn còn người, phải cẩn thận. Nói chung là bắn ở trong khu sự kiện lần này ấy, cái khu sự kiện zombie ấy là các bạn phải cực kỳ là cẩn thận. Bởi vì là cái khu này ấy nó có rất là nhiều những cái ngóc ngách để cho đối phương có thể trốn được ấy. Vì vậy là chỉ cần sơ hở. Đây 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 bên trái này. Để mình đáp một trái nết vào cho nó ù tai xong mình sẽ đẩy luôn anh em nhé. Không thủ. Nói chung là bắn vào đây là không thủ luôn. Ôi vãi nồi. Hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi, hỏng ơi. Tôi vào vào đây đâu. À, thanh niên chạy ra ngoài cửa sổ rồi. Vãi nồi. Nào, bạn đứng lên đấy. Đây, đây, thanh niên. Liều vào trước này, liều vào trước. Gạt luôn.
Nào bạn có ra đây bắn nhau với tôi không? Thì bảo. Rồi. Ô lại ái là con bot nữa anh em ạ. Tội gì mà không ăn đúng không? Nào. Đã. Ôi. Đấy. Anh em thấy không? Nhả đam ra. Ôi ôi. Tê. Ô, các bạn là nhất các bạn luôn nhá. Đó, ở lại đấy mà bắn nhau đi. À, dã man thật sự luôn đấy mọi người ạ. Mình vừa nói xong, ảo đam vãi nồi, lại có một thanh niên nữa chạy tới này. Ui, bọn này nó đi săn mình rồi hay sao ấy, cùng một team. Ai? Đau. Một team này. Vào đây. Gạt luôn. Vào đây. Ui không được rồi. Đợi đấy, tôi sẽ quay trở lại trả thù. Tức cái khẩu S12K quá. Đấy thì nói qua một chút về cái nút di chuyển. Tại vì sao mình lại cho to ấy? Bởi vì các bạn cũng có thể thấy là ngày xưa mình để 80-85 ấy, mình di chuyển rất là chuẩn. Nhưng mà không hiểu sao từ hai cái update gần đây ấy, thì cái việc di chuyển của mình nó rất hay bị kiểu, nó bị loạn anh em ạ. Mình không biết nói cho các bạn như thế nào gọi là loạn, nhưng mà nó di chuyển không theo ý mình ấy, thi thoảng nó cứ bị giống như kiểu bị kẹt nút di chuyển ấy, nó di chuyển theo một cái hướng lạ lắm. Đấy, không theo ý mình. Đấy, và đấy là lý do mà tại vì sao mình phải gọi là tùy chỉnh lại cái nút di chuyển chứ. Và mình thấy là càng phóng to cái nút di chuyển ấy thì mình di chuyển càng không bị lỗi anh em ạ. Cho nên là mình cũng đang gọi là đang test thôi, cũng chưa gọi là final đâu. Đang test để xem là liệu rằng cái lỗi đấy nó nằm ở đâu thôi. Và mình thấy anh em bảo là dùng cái bảng di chuyển, dùng cái bảng setting 1 ấy thì nó bị, ôi dồi ôi, vẫn còn đang thay đạn này. Chết. Đấy, dùng cái bảng setting 1 thì nó hay bị cái lỗi đấy. Còn nếu anh em muốn di chuyển chuẩn ấy thì lại dùng cái bảng setting 3. Nhưng cá nhân mình thì mình lại không thích dùng bảng setting 3, mình thích dùng bảng setting 1. Bởi vì là cái bảng setting 1 này ấy, nó đi cùng với mình đến mấy mùa game rồi. Vì vậy là mình quen sử dụng cái bảng setting 1 rồi anh em ạ. Thành thử ra là, ui dồi ôi, trên đầu có người này. Mày nhảy xuống đấy. Ây da, bò. Thôi xong, thanh niên chết luôn. Rồi, vậy là ở cái nhà ngang có một tên này. Rồi. Đấy, may quá có thanh niên đáp dù xuống để thông báo cho mình ấy. Chứ không là quả này mà cứ thấy khu vực còn một mà chạy loang quăng ở xung quanh khu vực này mà để cho nó nhìn được thì thôi, đi luôn đấy anh em ạ. Nói chung là bắn ở cái map sa mạc này ấy, ở khu này ấy có mấy cái nhà mới lại có mấy cái đồi xung quanh ấy, cực kỳ nguy hiểm luôn đấy. Cho nên nhiều khi anh em cứ thấy còn một các bạn chạy kiểu gọi là tự tin ấy ở trong khu vực ấy. Đấy là lý do tại vì sao cứ mỗi lần mà mình clear xong một team nào đó, mình không bao giờ mình để cho đồng đội chạy một cách gọi là thoải mái. Mình cũng phải giục đồng đội, là lý do là vì như vậy đấy anh em. Bởi vì là thứ nhất là mình bắn, cái thứ hai nữa là những cái góc đấy là những góc thường, những góc mình bắn là những góc cực kỳ là trống trải. Cho nên là khi mà giết được xong địch ấy, úi dồi ôi, góc bên kia nữa, nhưng vẫn là một. Vậy là tất cả có khi là cùng một team này, hoặc là nhiều team nó đều đi ra rìa hết rồi. Nhưng mà kiểu bắn như thế này thì mình nghĩ là cùng một team đấy. Để xem tình hình như thế nào đã nhá. Cái thanh niên kia tên là Bi thì phải, nếu như mình không nhầm. Vừa nhìn cái thông báo diệt. Còn cái thanh niên mà nóc ở trên cái nóc nhà mình hình như là cũng là Việt Nam hay sao ấy. Mình nghi cùng một team lắm này. Phải bình tĩnh anh em ạ. Kiểu mà trong khu sự kiện không thấy có một cái dấu vết gì cả. Đấy, lúc nào cũng thông báo một như thế này là chắc chắn là mấy thanh niên này đứng ở ngoài khu sự kiện hết rồi. Chỉ chờ mình đi ra là sẽ đơ mình ở mọi phía. Đây, bắt đầu di chuyển này. Từ từ đã nhá. Rồi, chạy khuất rồi này. Đi ra bắn luôn. Ui. Trời ơi, sấy như thế thì chết. Sấy như thế là mất hết rồi. Phải ra luôn anh em ạ. Nào. Rồi, xong luôn. Lợn nè với chúng tôi này. Đây, có tiếng. Nghiêng đầu với chúng tôi này.
Rồi rồi rồi, đồng đội bán lại tới nữa. Đồng đội tới. Đồng đội tới rồi. Đáp bom làm gì bạn ơi? Còn không? Còn thì gọi nốt ra đây. Từ từ nhá. Còn một trái nết nữa. À. Anh Điên đứng đây đang dò mai đây. Từ từ từ, để mình lên mình xem xét anh em nhá. Đấy, quả này đi móc lốp thì có mà rời cứu bạn ấy luôn. Đây đây đây, thanh niên ở góc bên này. Mình sẽ chạy vòng vòng một tí. Ôi! Ôi 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 ôi. Ai cũng phải chết nhưng lúc này đây tôi không muốn chết. Tôi đã làm được gì đâu. Trời ơi. Mẹ. Đúng là cùng chung một ý tưởng anh em ạ. À, mình đang định lên móc lốp thanh niên này thì thanh niên này cũng chạy lên luôn ạ. Dã man thật. À, quả đấy may mà nghe. Nghe thấy kịp đấy anh em. Nghe chậm một cái thôi là coi như là cụ niệm luôn rồi. Ô, có tiếng. Có tiếng MG3. Từ từ đã nhá. Mình sấy hết sứ đạn xanh rồi. Chán ghê luôn đấy. Đấy, anh em cứ bảo là nhiều khi các bạn cứ nhìn thấy mình nhặt 4-500 viên đạn xanh xong các bạn bảo là ui anh nhặt gì nhặt lắm đấy, có bắn được hết đâu. Nhưng mà anh em ạ, chơi cái map sa mạc này ấy 4-500 viên đạn xanh ấy nó không phải là nhiều đâu. Các bạn sấy xa khoảng độ tầm một lát thôi là 4-500 viên đạn của bạn bay hơi luôn ấy. Nó không giống như Eagle các bạn có thể chọn map. Nhưng mà cái map sa mạc này ấy là đến tầm là các bạn phải sấy. Đó. Thế là 4-500 viên đạn ấy, nhiều khi ấy, đến bò cuối là vẫn hết. Vẫn phải đi kiếm thêm đạn. Rõ ràng có tiếng MG3 kẹt 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 ở đây mà. Sao không thấy nữa nhở? Hay nó ở mãi tiết viền bo nhở? Nhưng không thể được. Ôi! Đây rồi. Thanh niên vẫn đang nhỏ mai ấy. Nhòm sang bên kia à? Xem nào, cầm súng gì nào. Đúng MG3 đây rồi. Hình như thanh niên có AMR. Từ nãy giờ mình kiếm không có đạn xanh anh em ạ. Thôi có khi đổi AMR đi. Đây, đổi đi. Ma. Mà mỗi lần đổi súng ấy mình có bị cái lời nguyền mình khó chịu ở vụ đấy. Cứ lần nào đổi súng là lần đấy chết. Chết luôn đấy anh em ạ. Thế là, đấy là lý do nhiều anh em cứ bảo là sao súng hết đạn mà không đổi. Nhưng mà nó là cái về cái mặt tâm linh ấy, anh em. Không tin không được ấy. Nên nhiều khi anh em thấy mình hết đạn thà là mình đi kiếm còn hơn là mình đổi súng anh em ạ. Bởi vì là chuyện tâm linh không bao giờ đùa được đâu. Đó. Ôi thôi ôi, mẹ vừa dứt câu xong ạ. Mà vừa nhìn thấy nó xong đang định quay lại thì không kịp anh em ơi. Mẹ, đúng là chuyện tâm linh không bao giờ đùa được. Tức không. Top 1 trong tầm tay rồi. Chào mừng các bạn đã đến với tuấnhc.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấn Hc. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợi đầy khả ái và ngây ngất lòng người.